Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức 7 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp giữa năm 2023. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Phong Điền đã kiến nghị 28 ý kiến đến cơ quan chức năng như lắp đặt tín hiệu đèn giao thông trước cổng trường Đại học Nam Cần Thơ, giải phóng mặt bằng tuyến Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều đến địa bàn xã Tân Thới, quan tâm nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn từ 2m lên 4m và sớm khắc phục các đoạn sạt lở trên địa bàn, quan tâm cắt tỉa cây xanh ven đường và bó cáp dây điện, đảm bảo an toàn mùa mưa bão, thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế. Tại buổi tiếp xúc, một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương đã được giải đáp trực tiếp. Các ý kiến kiến nghị còn lại, các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp thu, chuyển đến các cấp các ngành chức năng có liên quan xem xét, giải quyết.